Hello, Trường An ô tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các anh em nha. Một lời nói và một lời chúc sức khỏe thân thương nhất dành toàn thể tất cả các cô chú anh chị. Hôm nay là ngày lành tháng tốt bà con ạ. Trường An ra mắt một clip Innova hàng G 2007 bên Trường An nè. Form dáng chuẩn chu, nước sơn chuẩn chỉ nha anh em. Nói chung mẫu này anh em lấy về anh em chạy thôi. Xe này bên Trường An giòn đẹp không? Nước sơn không một vết trời luôn. Màu ghi nha, màu ghi vàng cô chú anh chị. Đây là màu vàng két anh em, nước sơn bóng loáng luôn. Dòng mâm đúc nguyên bản của đời G2007 nè. Bốn cái vỏ khá là mới nè. Đâu đó 75-80% nha. Nội thất ở trong bao mới cho anh em. Gầm bề ở trong là sạch sẽ, chủ nhà phủ ceramic chống bụi gầm hết toàn diện cho anh em rồi nha anh em nha. Đây anh em nè. Đó. Mẫu này 7 chỗ. Mẫu xe nồi đồng cối đá quốc dân kết hợp với chủ nhà lên xi nhan trên gương chiếu hậu. Bốn cái vỏ mới như nhau nè. Phong dáng của em Innova hàng G anh em. 49A5-12-19 nha. Hai cụm đèn phía trước mới tinh luôn. Nói chung mẫu này về anh em chạy gia đình thì tuyệt vời luôn. Máy móc chạy qua 5 tháng chủ nhà có bảo dưỡng, canh chỉnh, máy làm, có báo luôn. Máy rất là êm. Và cô chú anh chị phải hiểu như vậy nè. Chạy thời gian chắc chắn xuống máy là người ta phải làm, chứ không nói chuyện rin được. Rin là trừ khi không chạy. Và cái thứ hai, không có dịch vụ taxi. Đây anh chị nè, vô lăng nguyên bản của dòng G nè. Trang bị màn hình full hết tất cả các tính năng, nội thất đẹp sạch sẽ nha. Từ phần băng ghế ngồi đây anh em, rất là sạch. Bạc tem hai bên nó còn nguyên bản như thế này. Tắp bi, tắp lô nè. Đây nội thất phía trong nè anh em. 7 chỗ rộng rãi cho anh em nha. Anh em thấy sạch sẽ không? Rất là rộng rãi. Chủ nhà cũng đã lên toàn bộ hệ thống full trần hết toàn diện rồi. Em ơi anh đang bật, xíu anh gọi lại. Đây nè. Đó, đẹp không anh em? Rất là sạch sẽ nha. Tắp bi cũng vậy nè anh chị. G xịn sẽ là tay nắm inox nè. Trang bị có ABS nè. Vỏ nè. Vỏ mới tinh, gầm bọc ở trong nè. Khô ráo, dòng mâm nè. Mâm đúc nguyên bản của dòng G. Bà con có bác trải nghiệm vô phần khoang máy nè. Lắc nhẹ đã nổ máy rồi nha anh em. Đây nè. Trang bị màn hình Toyota, máy lạnh, AC mở phát kích hoạt, tắp lô tắp bi sạch sẽ. Chủ nhà thay củ số da gỗ nè. Hệ thống cảm biến dê đầy đủ tính năng trên. Rồi dính nhạc. Đó anh em thấy không? Trợ lực nhẹ tưng. Anh em trải nghiệm phần máy cùng với Trần Anh nè. Cục máy ok nha anh em. Giá để cho anh em có 195, hỗ trợ cho anh em 30 triệu góp. Được chưa? 195 là cả hồ sơ Trường An bao cho anh em luôn. Bao rút hồ sơ luôn. Chủ nhà full LED cặp cụm đèn trước trắng tinh. Đó là hàng G. Máy êm lắm. Đây anh chị, cục máy bên Trường An dọn dẹp làm đẹp hết toàn bộ cho anh em. Đây là cục máy nè. Máy nổ khá là êm mà dây điện câu nguyên bản của dòng G. Đây nè, câu nguyên bản của dòng G nha anh em nha. Sử dụng toàn bộ hệ thống quạt ly tâm này. À, cục máy nổ êm ru. Máy móc chạy qua thời gian có canh chỉnh, có làm máy đó Trần Anh nói luôn số rin nha cô chú anh chị. Đời này chủ nhà đưa vô hãng Toyota người ta làm. Đó là báo thẳng báo chuẩn rồi đó. G xịn sẽ có ABS nè. Hai bên là không có dấu hiệu đâm pha lỗi lầm trên chiếc xe. Và đây là dàn trước của em nói nè bà con. Mạc tem phía dàn này còn theo xe nhá. Hai bên nè. Áo hỗ trợ tối đa cho bà con khi còn có thể nha anh chị. Và nắp capo đây. Nắp capo của dòng Toyota là không có dấu hiệu là thay lại nắp capo nha. Hệ thống keo nè. Keo chỉ cho nắp capo còn nguyên vẹn như thế này. Giá trên mạng người ta bán toàn 220 không. Cho anh để cho bà con một cô bác một cái mức giá rất là hợp lý. Chỉ có 195 triệu. Hồ sơ thì chúng anh sẽ bao rút hồ sơ cho bà con cô bác. Và cái thứ hai, Trần Anh sẽ hỗ trợ cho bà con cô bác lên tới 30 triệu. Đó, Trần Anh nói được là Trần Anh làm được. Như cô chú anh chị biết tính Trần Anh rồi. Em luôn luôn rất là rõ ràng. Nói là phải làm nha. Nói lời phải giữ lấy lời. Đừng như chú bướm đậu rồi lại bay. Được chưa anh em? Sạch sẽ không? Đó, dàn trần chủ nhà đi toàn bộ hệ thống trần 5D. Sạch lắm cho anh em luôn. Ít tiền về che nắng với mưa. Phục vụ gia đình.
Kể cả anh em về anh em chạy dịch vụ chở khách cũng được. Với cái mẫu này, đồ đẹp em này dễ thay dễ sửa. Được cái bảng số 49 và bảng số đẹp nha anh em nha. Anh em coi nè, áo dàn trần mới tinh mới lạnh, mở phát lạnh ngắt nè. Hệ thống keo chỉ phía sau nè, còn nguyên bản như thế này. Hai bên bon điện của hai bên lường nè. Đây nè, bên này cũng vậy nè. Đó, rất rất là chuẩn. Gầm bề đẹp. Em này số cầu sau bao rin. Anh em trải nghiệm vô phần tiếp tục phần số cầu sau cùng với Trần Anh nè. Đây anh em. Anh em đúng số rin không? Không. Nè, số rất là khô réo nha. Không có dấu hiệu là nhớt nheo hoặc là canh chỉnh là hộp số cầu sau. Anh em coi kỹ đi. Đó, khô réo không? Sạch sẽ không? Gầm bọc ở trong nè. Bao đẹp luôn. 160 mấy triệu anh em đưa trước rồi anh em lấy xe. Ok, hỗ trợ cho anh em tuyệt đối luôn. Đó, anh em nào quan tâm mẫu này thì alo cho Trần Anh ô tô. Hàng G2007. Giá kẻ Trần Anh đã báo rõ và công khai trên clip rồi. Có hỗ trợ góp cho anh em luôn. À, từ những mí nối nè. Đó, từ những mí nối đều không nè. Anh em thấy không? Đó, những mí nối rất là đều. Đó, rất là đều nha. Xe sạch sẽ lắm. Lấy về là chạy thôi. Trần Anh khép lại chương trình tại nơi này ạ. Chúc cô chú anh chị có một buổi sáng vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên gia đình. Em see you and goodbye.